Khánh mới gọi kìa, Khánh nói em đâu, em ở Bình Dương 21 hay gì kìa, nó hỏi em đâu, nó nói em điện 121, nó nói nghe giọng này giống giọng em. Gì hả? Nó làm cái gì Bình Điện 121? Ủa, quân y đi thêm á, quân y đâu được cái tên, quân y 4 giờ đóng cửa. Hỏi nó có làm gì không? Tự nhiên hay đi phá thai gì vậy? Hát ngủ không đúng rồi mai không? Đúng không? Ngủ đi. Giờ gọi nó không được. Giờ em gọi đi, chúng ta đi giờ 7:30 rồi nè, cho nó 8 giờ chạy qua. Ủa? Ừ.